tổng hợp những mức phạt vi phạm về nghĩa vụ quân sự năm 2022 mà bạn cần phải biết. Rõ ràng rằng hiện tại đang là tháng 6 và đặc biệt đối với những ai sinh năm 2004 thì đang phải khẩn trương để chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng, đó là kỳ thi đại học hay là kỳ thi tốt nghiệp. Và sẽ có hai lựa chọn, một là Bộ Giáo dục sẽ lựa chọn các bạn và hai có thể sẽ là Bộ Quốc phòng. Và nếu như cái lựa chọn thứ hai là Bộ Quốc phòng may mắn đã đến với bạn, thì khi này nếu như bạn không thực hiện những cái nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật thì có thể sẽ phải đáp ứng cũng như phải chịu những cái mức xử phạt theo quy định của pháp luật như sau. Đầu tiên là mức xử phạt đối với việc vi phạm đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Đầu tiên là có thể sẽ phạt cảnh cáo đối với trường hợp từ đủ 17 tuổi trở lên mà thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu hay là thuộc diện phải tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng lại không đăng ký. Hoặc là thứ hai sẽ bị phạt từ 8 triệu tới 10 triệu đồng nếu như thuộc những trường hợp sau đây. Thứ nhất là không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo nêu trên. Thứ hai, không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định. Thứ ba, không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ, công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và vân vân. Thứ tư, không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc là nơi làm việc, học tập theo quy định. Và thứ năm, không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định. Và vi phạm thứ hai đó là về sơ tuyển trong quá trình thực hiện gọi tham gia để nghĩa vụ quân sự. Thì khi mà tiến hành sơ tuyển mà bạn không có mặt theo thời gian địa điểm mà đã ghi trên mà lại không có lý do chính đáng theo quy định thì sẽ bị xử phạt từ 500 cho tới 1 triệu đồng. Và vi phạm thứ ba đó là vi phạm về việc tham gia khám sức khỏe theo quy định của pháp luật để tham gia nghĩa vụ quân sự. Đầu tiên là bạn mà không tham gia đúng thời gian địa điểm theo quy định của pháp luật để khám sức khỏe sẽ bị phạt từ 800 tới 1 triệu đồng. Và nặng hơn nữa nhá, nặng hơn nữa nếu như bạn làm giấy khám sức khỏe giả này hay là có những sự chỉnh sửa để có thể không thỏa mãn tham gia nghĩa vụ quân sự thì khi này mức xử phạt thể lên tới 50, 60, thậm chí là 70 triệu đồng nữa cơ. Và không dừng lại ở đó, bạn còn có thể sẽ bị vi phạm về tội làm giả con dấu, làm giả chữ ký của cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cái này mức phạt có thể là 7 năm tù. Thì thực sự để có thể tham gia nghĩa vụ quân sự 18-24 tháng mà đổi lại chúng ta phải ngồi bóc lịch đến tận 7 năm thì thực sự là không tương xứng, đúng không nào? Thứ tư, đó chính là vi phạm về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ. Sẽ bị phạt từ 3 cho tới 5 triệu đồng nếu như bạn vi phạm những trường hợp sau. Thứ nhất, đó là đào ngũ khi đang làm nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Và thứ hai là chất chứa bao che cho quân nhân đào ngũ. Và lưu ý đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân tổ chức cùng hành vi vi phạm sẽ gấp đôi. Như vậy có thể thấy rằng đối với những trường hợp mà khi bạn tham gia nghĩa vụ quân sự đã được gọi và đã là nghĩa vụ mà bạn không tham gia, không chấp hành thì tất cả bạn hoàn toàn có thể đối mặt với những cái mức phạt hành chính. Và mức phạt hành chính sẽ là mức phạt nhẹ nhất trong cái khung hình phạt. Nếu như cái mức độ hậu quả gây ra khác nặng hơn nữa thì còn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự chẳng hạn, hoặc là trong trường hợp mà làm giả sức khỏe, làm giả giấy khám sức khỏe thì có thể là vi phạm tội làm giả con dấu của cơ quan nhà nước. Thì khi này mức phạt thì các bạn biết rồi đấy, sẽ không chỉ là vài triệu, vài chục triệu mà có thể là vài năm tù, đánh đổi cả thanh xuân các bạn. Và đặc biệt trường hợp mà bạn đã trốn nghĩa vụ quân sự rồi lại còn lôi kéo thêm người khác cùng trốn hay là dụ dỗ người khác cùng trốn nghĩa vụ quân sự với mình thì rõ ràng đây là trường hợp đã sai, lại còn sai hơn nữa. Thì khi này mức phạt thì còn có thể lên tới 2-3 năm tù, có thể là cải tạo không giam giữ nếu như mà nhẹ và tùy thuộc vào những cái cải tạo các bạn, tùy thuộc vào những cái mức độ hậu quả gây ra các bạn như thế nào mà thôi. Và hy vọng rằng video này sẽ phần nào đó giúp ích cho bạn xem. Và đặc biệt rằng đối với những gì đã là nghĩa vụ, là trách nhiệm thì bắt buộc chúng ta cần phải thực hiện đầy đủ để tránh trường hợp những cái rủi ro pháp lý xảy ra không đáng có đối với chúng ta nhé. Và tham gia nghĩa vụ quân sự là một trong những quyền lợi cũng như là nghĩa vụ vẻ vang của mỗi công dân Việt Nam, đặc biệt là công dân nam, tham gia góp phần để bảo vệ xây dựng tổ quốc ngày một vững mạnh và hiên ngang ở trong thời bình. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi chúng tôi nhé. Và hãy nhớ rằng nếu như bác nào mong muốn thực hiện tư vấn có trả phí liên quan đến pháp luật, lĩnh vực nghĩa vụ quân sự này, ở căn cước công dân, những cái giấy tờ hành chính, hôn nhân gia đình hay là hình sự thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hotline đang hiển thị trên màn hình. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.